Thầy xin có đôi lời cùng tất cả đồng đạo Phật tử trong đêm nay là đêm thứ ba, cũng 2 tiếng để khảo lược lại bài bổn của mình, cũng là nhắc tất cả quý vị anh em. Còn một đoạn cuối này, tất cả anh em phải ráng cố gắng, cũng như là đồng đạo phải cố gắng. Bây giờ không còn ngã rẽ nào, không có đường đi nào, không còn lối thoát nào bằng đường về cực lạc. Mà chúng ta hôm nay đó, được sự yên nhiên cũng như là tập trung được cũng đỡ nhiều phần rồi. Thì bây giờ chỉ còn A-di-đà. Mình sẽ khích liền với A-di-đà Phật và Quán Thế Âm Bồ-Tát cùng là tổ thầy của mình. Vậy thì hôm nay Thầy sẽ nói đất Tây Phương Cực Lạc rất là rộng rãi, bao la, tốt đẹp, đang chờ đón mình. Đức Phật A-di-đà đang chờ đón chúng ta bước lên đất thang trở về, thì Ngài sẽ đón tiếp ngay. Tại vì mình hôm nay thì cũng xin cân nhắc thêm và an ủi thêm và nung đúc tinh thần thêm tất cả các bậc thứ sinh, cũng như là gần đến dự trong cái khóa trường này mà Nam Phương Thánh Đức mới đến Nam Phương Phật. Có nghĩa là ngày xưa đó mình phải đến Tây Phương, mà bây giờ mình ở tại Phương Tây, có nghĩa là Nam Phương của mình không còn lại đến Phương Tây nữa, mà bây giờ Nam Phương Thánh Đức rồi đến Nam Phương Phật. Vậy thì chúng ta bị loạn cuồng, bị thay mùa đổi thuyết, bị trời y âm chuyển quanh, hoặc là cơn nóng oi bức làm cho tất cả anh em của mình và chung quy trong cái toàn lãnh thổ địa cầu của số mạng cũ của nhân dân Bá Tánh. Bây giờ lượng tích ra thì số mạng của nhân dân Bá Tánh đến đây nó đã cùng rồi đó. Thì không biết là ngày vũ sổ giờ nào hay là như sao, nhưng mà phải có tên tuổi ai đã vô trong bộ luật thì phải đành gánh chịu. Trong khi mình cũng được giảng sanh trở về, nhưng mà mình cũng phải bỏ dục thể, nhưng mà có điều kiện lúc nào và là trường thọ như sao, thọ mạng tuổi cao như sao, chứ không phải là muốn chết thì chết vậy đó. Còn bây giờ thì vô thường tử thần theo đeo đuổi mình mãi mà mình không có lo thì làm sao đây. Cho nên hồi chiều đó, cái buổi niệm Phật đó nó đi ra là phải niệm nhiều nữa, nhưng mà sơ khởi là mình phải đọc là 12 câu nguyện giảng sanh đó. Rồi bắt đầu đó, mình niệm Phật, mình niệm lớn Nam Mô Di Đà Phật. Xong rồi thì mình tĩnh niệm, lúc nào mình phải ráng tĩnh lặng, chơi dơi bớt, giảm bớt chính mình. Tất cả các vị ra đây cũng thấy là ngày trước, cách đây đâu có xa đâu, mấy ngày, mấy hôm, mấy tháng à, tháng rồi hay gì đó, thì đâu phải là thầy như thế này. Nhưng bây giờ thầy đã quay về với một cái sự thật, và gặp A-di-đà hay là gặp tiền bối, hay là nói lại với Quan Thế Âm Bồ-Tát, Quan Thế Âm Bồ-Tát sẽ cho thầy một liều thuốc sắp tới đây như sau: khi chết được giảng sanh nơi cực lạc, để xuống đây để giảng chỉ cho tất cả quý đạo, đồng đạo, anh em của mình. Ngay bây giờ phải khế hợp với Phật, đừng có suy nghĩ cái chuyện gì mà nó hơi quá xa, nó đã gần sát bên, để mình gần sát Phật, để Phật có thể giải tỏa nỗi niềm riêng buổi cuối cùng của mình. Trong khi ký ức của mình quá là bao nhiêu kiếp đời không biết, cả trăm ngàn kiếp không biết, mà mình được lên làm người như thế này. Bây giờ mình trở lại sụp xuống, không trồi lên mà phải sụp xuống hạ tầng cấp, thì nó rất là uổng phí. Vậy thì nam cũng vậy, nữ cũng vậy, không trọng nam, không khinh nữ. Điều kiện chúng ta sở đất của Phật Pháp hôm nay bình đẳng, nước A-di-đà Cực Lạc vẫn bình trang đón tiếp tất cả quý vị trở về. Mà được sự hôm nay cân nhắc đêm thứ ba của một ngày, cũng là một ngày thầy đem tất cả của Phật mà cho quý vị, lời lẽ ngôn từ rất là có dễ thương dễ mến, vì Phật bảo mà, đây như thế đó.
Cho nên tất cả anh em của mình phải ráng làm gì làm, đừng hủy bỏ cái thể xác của mình và linh hồn của mình, để mình trực giác Tây Phương giảng sanh tịnh độ. Thường thường tịnh nguyện Nam Mô A Di Đà Phật, cầu xin Phật mười phương Phật pháp gia ân ban phước lành cho con, trợ giúp cho con tu hành và niệm Phật giảng sanh về nước Cực Lạc. Vậy đủ rồi nha. Rồi Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni cũng được, Quán Thế Âm Bồ Tát cũng được, nhưng mà mình phải về nơi cái xứ xứ A Di Đà, là nơi cái chỗ quê cũ tương lai của chư Phật là của mình đó. Như vậy thì đừng có nên liên tiếng thì bị hết quên mất đi. Còn ở đây mà quên, còn ở đây mà sang xứ Phật rồi, còn ở đây mà ra khỏi những cái hùng beo ti thượng của cuộc đời, nó cái rừng rừng khổ khắc như vậy đó. Thành ra hôm nay phải ráng cố gắng trong một ít nữa thôi, đừng nhớ nhà, trong nhà đừng có một cái gì hết á, để tập trung cho nó quen, để mình về phải cố gắng vô liền trong pháp tâm niệm Phật, chứ không thể ở ngoài được nữa. Vì không còn cái đường nào đi hết, không còn ngã nào mà trốn được hết, trốn chỗ nào đâu. Cho nên việc lập công bồi đức cũng không vội vã. Mình làm phước phải trở lại đầu kiếp này mình đã giảng sanh, tránh khỏi luân hồi luôn, mình không có tái trở lại nữa, mà mình phải đầu kiếp qua làm người này giàu người kia nghèo rồi đó, mình sẽ không còn nữa, mà mình sẽ tu tiến hóa đến trực giảng. Vậy thì thầy có đôi lời để khắn liền cùng với quý đồng đạo anh em trong nhân dịp về đây, trong một cái ngày kỷ niệm 18 tháng 5 kéo dài tới hôm nay, là có thể là gia đình của tất cả quý vị cũng có cái này cái kia nọ, nhưng mà quý vị có thể chống cự được thời gian mà ở lại để tiếp đối với cái việc trần gian này nữa không, và cương cự được không? Như thế thì chúng ta yếu mềm lắm đó, không cứng cắn gì mà chịu đựng nổi qua tử thần bay như gió quanh quẩn chúng ta để rình mò bắt chúng ta là như vậy. Thì bây giờ kết luận ngay, trong cái hoàn cảnh người tu đạo cư sĩ tại gia bốn ân đất nước đồng bào tổ tiên Tam Bảo, chúng ta vẫn thuyền tâm quán xét tưởng lại Phật pháp như thế nào, và cuộc đời mình có thể trồng mãi ở đây sao? Một ngày một tàn phá không ai biết hết, từ thân, từ tâm, từ khẩu ý, mặt mày tay chân thấy không? Rồi nó tàn phá trớ tới tim của mình là mình vĩnh viễn đó. Như vậy thì chúng ta phải biết rằng một sát na một ngày là thay đổi nhiều, mà mình cứ tưởng rằng mình sẽ còn trồng mãi ở đây như thế, thì lên thầy sẽ thầy nói buồn quá, về con cũng muốn làm gì, phải muốn làm cho có để mình đạm sinh nhai thôi. Cũng như Đức Phật ngài chỉ có một bữa trưa chứ không có buổi chiều buổi sáng đâu. Đấy. Cho nên hôm nay á, phải giữ gìn sức khỏe, bảo vệ chính mình. Cho nên buổi chiều cái đoạn mà niệm Phật, thiền niệm Phật đó, rất là tốt đẹp, nên công bố ra ngoài, giấu danh không cho ai biết rằng những người tác giả cái bài đó, thì cứ cho người ta là niệm Phật đi, niệm Phật để giảng sanh, nhưng mà chưa nói cái cuộc giảng sanh. Để sau này thầy còn có một cái tấm nhỏ nữa, thầy để là niệm Phật giáng sanh bằng cách nào thầy làm được. Nhưng mà chưa, vì quý vị bắt đầu lẫm chẩm niệm Phật thôi, đừng để mà mất đi, đừng để xa vắng đi, phải kết hợp liền, liên kết liền, để cho mình giảm bớt hết tất cả những gì, giảm nhớ, giảm thương nè, gia đình nè, trong cuộc sống như sao, thấy chưa? Thì mấy chày hôm trước đây không giờ nào mà thầy ngớt được cái sự đi qua coi cây này vườn nọ, đi tới đi lui xăm soi đủ thứ, thậm chí còn xuống chén tổ, bất cứ làm việc gì trong và ngoài trước sau gì thầy đã quấn hết như vậy. Nhưng mà rồi bây giờ tại sao bây giờ thầy không còn thấy cái đó, không còn nghĩ cái đó, mà không còn đi đến cái đó nữa như vậy? Thì đi đến tới những cái
món ăn nung nấu một món ăn vàng ngọc để cúng dâng cho Phật á. Thầy đang lựa chọn ở trong coi trái sai với điều gì và thầy chọn con đường để giảng sanh gấp kiếp mau. Vì lẽ đó cho nên ở đây mà không phải ở đây, ở đây mà ta không có giống như người ở đây. Như thế thì chính mình là một viên ngọc, ráng chùi lao, ráng tinh tấn, ráng niệm Phật nhiều, ráng xa cách tất cả mọi sự việc, đánh rơi bỏ những gì vô ích, không có lợi ích, để mình học Phật tu nhân, để làm tròn phận sự của người Phật tử hôm nay. Không dòm tới những cái tài sản này, nhà cửa hay là châu thân của mình, quần áo tất cả sạch sẽ được rồi. Phải sạch sẽ, đêm du thánh, ngày du thần, từng du tế sát, kế sát đó, tế sát đó, chứ không phải tầm thường. Để làm chi? Để họ bảo vệ, để họ bảo an, họ đã bảo trì mình, để mình mất trong một ngày cuối cùng này bão loạn lắm, mỗi việc có biết không? Bảo chừng nào thì người của chúng ta loạn cuồng chừng ấy, loạn lạc, loạn thần, mất tâm mất trí, thì làm sao đứng vững là một con người để sống tới đời Thượng Quân Thánh Đức. Ai cũng nghe nói về chứ chết hết, chết nhiều hoàn cảnh bệnh đau, cơ thể bị tàn phá, cả ngày nó sẽ ăn luôn, mà mình không có thuốc trị. Ở ngoài thuốc cũng chúng sanh tạo, tạm sống đạm thôi, còn thuốc Phật đó, Phật sẽ trị hết. Chứng tật bệnh nào Phật trị cũng hết, vì Phật phép màu không không nói được, cao thượng vô cùng, thiên biến vạn hóa, phép của Phật rất là chuyên độ. Mà mình không bao giờ ngoảnh đến kêu Ngài thì không bao giờ có thuốc đó. Chứ mình uống liều thuốc Phật, mình tu theo Phật, rồi mình làm y như Phật đó. Mình ở đây mà mình thẫn thờ như là mình không có gì hết à. Giờ thưa thầy lấy gì ăn thì ba mình phải đi làm. Mình cư sĩ, sĩ nè, nông công thương thì mình làm được hết. Chị già rồi, con có báo hiếu thì được rồi. Mình cũng ôm một chút thôi. Thầy không nói là quý vị phải đem ra đây để cúng dường hay là để đắp bồi, mà quý vị phải cứu giúp người gần bên ta, chung bên ta và thấy nha. Như thế rồi mình nhường lại, mình phải dừng lại để lo niệm Phật, quan niệm đến Phật, quan niệm đến nước Cực Lạc, nơi đất ấy như sao. Bây giờ mình đang ở dưới bùn sình như sao, mình thoát ra không khỏi cái lưới khổ, bao quanh mình toàn là nguy hiểm, hiểm nguy, trượt không không có thanh. Họ đấu chiến với người, sợ người không, nói chuyện với người, có thấy người như vậy không, hoại thân hoại thể hết. Cho nên muốn lấy lợi thầy mới mở ra một cái lớp học chỉ có bao nhiêu ngày thôi, để quý vị thu thập cho được và diễn ra cho được sự niệm Phật như sau, để mình tinh tọa rồi tịnh tọa đó. Mình tin mình mới tọa thiền, mình mới có thể là đắc đạo được, rồi mình mới thanh tịnh mới tọa thiền. Còn bây giờ mình chỉ ngồi thiền, thiền niệm Phật có nghĩa là đi đứng nằm ngồi, hay là mình niệm Phật mà mình ngồi thanh tịnh trầm lặng tĩnh lặng, cái thân quý vị lúc nào cũng không có được tĩnh lặng hết, nó sôi như là cái dòng cái mạch nước mà nó chảy cũng như suối vậy đó. Chạy ra chạy vô nước lớn nước ròng vậy, thì làm sao đây? Mình phải lấy lời, mình phải giữ vững bền để học tập. Nó có xứ gì, nó có nói gì thì mình cũng dừng lại liền cấp kỳ để thắng. Dừng lại là mình nhờ ai? Nhờ Phật. Niệm Phật mà niệm cho sâu sắc, chứ không phải niệm một ngày một giờ, mà không phải là cái thân mình mà rửa một lần mà tu được đắc quả Phật một kiếp này nữa, không phải vậy. Dạng tình chung thủy với tất cả bài bổn gì còn nhiều lắm, chúng con còn nhiều lắm, phải ráng, phải tiến bước lên. Và thưa thầy, thân con bây giờ con bệnh nhiều quá, con muốn hoài chỉ liều thuốc của Phật. Quý vị trọn tin với Phật đi, thầy nói là sẽ hết,
biết rằng thầy đã nói đói ăn rau, đau uống thuốc, thuốc thì cứ uống, nhưng phải tin Phật thì sự chuyển hóa hay là sự muôn phép của Phật sẽ có trong điều thuốc đó cho mình, giúp cho mình, tương ân tương trợ cho mình. Mình uống vô hết bệnh, hết bệnh mà sáng suốt, mà trong lành, mà giống ảnh lên, cứng cắn lên, chứ không phải xìu như là mình có tiền mình đi bác sĩ uống thuốc về nằm khoanh đó, chờ tới cử uống nữa, bỏ qua hết tất cả, không hướng Phật, không nguyện Phật, không thành với Phật, không tầm Phật thì không được. Chúng này ai cũng phải nằm trong sanh tử bệnh lão. Bộ lực của trời đất thì quý vị có người 60 mấy, có vị 80 mấy hay là bao nhiêu đó cũng vô gần được bộ lực của trời rồi đó, thì không có chết yểu. Còn nếu không thì chết còn trẻ bất khuất. Vì cái chết đó thì ai cũng sợ. Ai cũng sợ, tại sao mà đóng cái hòm sẵn bán cùng đường đó, tại sao không thấy đó rồi rồi quay trở lại lè lè để tu đi chứ vô đó. Thấy không? Thấy trước mắt đó, thấy trước mắt đóng hòm rồi bán đó. Đó vậy. Còn Phật bây giờ đó, thấy không? Nghệ nhân đó, nó sẽ hòa tượng đó. Đó. Nghệ nhân nó sẽ hòa tượng, hay không? Phật nhiều lắm. Mà mình không thấy cái gương đó sao? Mình vẽ ra Phật mà, thì mình làm được Phật, mình thành được Phật chứ. Thế không? Chúng sanh vẽ ra hình Phật được mà. Thì có hình Phật, có gương Phật, có đường lối Phật chỉ rõ, kim chỉ nam rõ ràng không sai. Tại sao mình không lo tu để... Phải chi mình không gặp tướng tượng Phật, mình không thấy được á, thì mình nói là con không biết Phật là ai hết à. Còn này lịch sử rõ ràng. Còn bây giờ nghệ nhân sẽ tô đắp, có tiền là để thỉnh Phật về thờ cúng đại, thì Ngài sẽ thị hiện ngay. Vì mình nhất tâm thành nguyện cầu Ngài, Ngài sẽ có ngay. Còn không nhất tâm thì cục sắt xi măng đá sỏi. Nói phải nói cho hết lý, giảng phải giảng hết tuồng. Đó như vậy. Cho nên buổi học hôm nay thì câu nhân xuân thầy đã trao đổi cùng với tất cả quý anh em của mình, cùng là nói là chúng con có nhiều vị cũng như đám con như vậy. Thì hôm nay hòa giải sự học tập của mình, khai thoát cảnh vô minh, tìm con đường để chúng ta đi cho đúng. Muôn sự vạn sự trên đời này không có gì sung sướng, mỗi sự việc mà ứng biến ra là khổ. Giàu cũng khổ, mua sắm cũng khổ, đói cũng khổ, nghèo cũng khổ, theo cái gì cũng khổ, bệnh cũng khổ. Còn cái sự giận hờn mà mình còn tham sân si, nó còn độc ác gấp bao nhiêu lần. Nếu còn tham sân si không bao giờ làm gì được hết, không tu được, cũng không trở thành gì được hết, vì mình còn tham vọng, tham làm, tham lo, tham ngồi thiền cho nhiều, tham đem hết ra bố thí. Sân hận thù nhiều đời kiếp chúng ta vẫn nuôi nấng để, vì anh bạn nó sái một chút cũng không bao giờ nào mà anh bạn đó được mình tha thứ. Có cái gì đâu, gió thổi qua rồi tấp trở lại đây làm gì, cho nó dơ ở cái mé rảnh mương của mình, hay là bờ sông của mình, hay là cái chậu, cái thau của mình, mình hất đi, mình để lại miếng này chứ gì. Cho nên hôm nay thì muốn nhắc cho rõ, đây là sự học rõ ràng để tất cả quý thí sinh tiếp tục chương trình này và sẽ đi theo rất là tốt đẹp, nhẹ. Niệm Phật cho nhẹ nhàng, nhẹ thân tâm của mình, kim thân của mình, bất hoại. Có nghĩa là sau này mình có mất đi nữa, mình có bỏ xác đi nữa, nó lâu tan dần, nó lâu thối hôi, gì cái thanh nó còn giữ mãi trong cái cốt hài của cái thân thể, chứ đừng có bao giờ này đi đóng một cái hàng quá là lớn để kìm lại cho đừng trả. Nếu mà có được xá lợi, cũng là có được sự của Bồ Tát cho cái đức từ bi hay là cái đức ma ha rồi, thì chúng ta sẽ là không bao giờ nào hoại. Đó vậy, đó là kim thân bất hoại. Còn bây giờ nếu mình tu chứng quả tại thế
Việt Nam mình cũng có nhiều vị thành Phật, nước nào cũng có thành Phật hết đi nha. Thành của các nước khác á, cũng như là Mohammed, Thánh Allah đó, rồi Đức Chúa, Vesu, bên bên mình thì khác vậy đó. Như nước nào cũng ta cũng tu, ta cũng thành hết. Vậy nè, thì nhắc thêm một phần nữa nha, đá núi rừng là cả 20.000 năm hay là 1.000 năm hay là không biết bao nhiêu, mà nó còn thành được cái trụ hình, thành con quy, thành hổ, thành voi, có đúng không? Đi lên núi đó mình thấy rõ ràng nó còn thành được đó. Rồi cây cũng trở thành luôn nữa. Nên như vậy, còn chúng ta thú cù sống tu tất cả đều phải trở thành, chuyển hóa hết, mình chuyển hóa không kịp nhanh. Cho nên bây giờ phải tất lực con người của mình nỗ lực lên, đại lực lên đó, đó vậy đó, cái bằng muôn lực lực lượng trong người mình đó, để mình là thắng cái đau khổ, thắng cái đói lạnh, thắng một cái run sợ khủng khiếp tới đây đó. Mình phải niệm Phật để ngồi yên lặng, để chờ cái giờ đó mà. Giờ đó chứ mình không hay sao? Nói vậy thì thầy muốn nói là tất cả đều được chuyển hóa hết, còn mình chưa có tiến lên được. Mình tủi nhục về, không làm nữa, không tính toán nữa, lo tu. Già rồi còn tuổi trẻ để đi làm sinh nhai, để kiếm sống, nhưng cũng biết đạo lý, biết hiểu trong nguyên này cùng rồi, thì làm ít, không tranh danh đạt lợi, làm chỉ có nuôi cha mẹ, vợ con, xã hội một ít gì rồi thôi. Không nên tạo thêm cái gì quá đổi nữa, sẽ bị, vì trong cái địa cầu của mình giờ đây đang khủng, cũng nghĩa là khủng hoảng, đang khủng khiếp đó. Như vậy thì thầy nói ra những lời lẽ này, thì biết rằng bữa nay cũng không khỏe, không có sao hết. Thầy quyết chí không bỏ dở trong mấy ngày này, phải hy sinh. Thì tất cả học trò của mười phương chư Phật cũng phải nâng nỗ lực con người mình lên, để dũng mãnh lên, để can cự với tất cả. Thầy còn cái gì thầy xin sám hối và sẽ làm, phải diệt cái đó nữa. Nói như vậy thì quý trò cũng phải kiếp kiếp để theo thầy để trễ. Dễ lắm, tự mình suy xét kiểm tra và cảm nhận được mình như sau. Quán trở lại, hồi tưởng lại, rồi coi trong nội tâm mình coi như thế nào. Nội tánh, nội tâm ở trong cái dòng suối lòng của mình như thế nào, đặng mình cầu Phật chứng cho mình. Sự việc hôm nay trao đổi bài bổn mới của Đức Di Lặc Phật, mà bây giờ trách nhiệm nhất là Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Điều kiện thứ hai đáng lẽ gì trước là Đức Vi Lạc đó, nhưng mà Ngài cho Quan Âm thị hiện khắp mọi nơi, cứu khổ, cứu nạn, cứu độ chúng sanh. Ai là người độ? Cứu khổ, ai là người đau khổ? Rồi cứu nạn, rồi cứu độ chúng sanh. Mình được độ, mình được độ, cứu độ. Phải không? Hiểu không? Có thể nói à. Còn cứu khổ là chúng sanh đang khổ quá, thấy không? Cứu nạn đang gặp nạn ách, nạn trời, tai ba, biển loạn, sóng cuồng, đói cơm khát nước, bị chết, phân thi, xe đụng bất cứ cái gì à, cứu nạn, cứu khổ, cứu độ chúng sanh. Có nghĩa là độ chúng sanh là bà sẽ trực tiếp liền để nguyện độ tận chúng sanh, con trời trở về trời, con Phật trở về dân Phật. Đó. Ba cái câu đó phải nhận thấy là câu nào của mình, bà đồ mình đó như thế. Còn ngoài kia bà cũng cứu khổ cứu nạn, chứ bà không có độ. Sao thầy dám nói vậy? Thầy có trong cái trách nhiệm mà của Đức Phật thầy và Bồ Tát Di Lặc cùng Đức Quán Thế Âm. Tương lai sự sống niềm vui nhất của chúng ta trong buổi học hôm nay chỉ còn niệm Phật.
chỉ còn kính quý thương anh em, nhìn cho rõ với nhau rồi về. Nói với lòng mình tôi sẽ khấn ghi anh và chị hay là ai như sau: cầu mong sao Bồ Tát Quan Âm Hòa Lạc Phật Pháp độ cho anh đó, chị đó, giúp cho anh em chúng con được đồng tu hạnh phúc. Đó, như vậy hạnh phúc gia đình của chị không được bao nhiêu đâu, chỉ có mấy người, thân bằng quyến thuộc cũng chừng 20 người, 30 người, còn cả vạn hải chúng sanh, anh chị em của chúng ta, cả toàn cầu, toàn khắp thế giới, biết bao nhiêu không? Sự đau khổ của gia đình mình cũng ít, mà sự đau khổ của chúng sanh rất là nhiều. Như vậy thì chúng ta cần phải tu nhiều hơn để lấn ranh, để đem lại cho nước nhà xã hội Việt Nam trù phú do là người tu tập, tu nhân học Phật, tu chỉnh tề, nghiêm nghị dạy con cháu Hà Giang, Hà Bắc, Hà Nam, Hà Tĩnh, Hà nào cũng vậy hết. Như thế chúng ta sẽ biết rõ rồi, thì mình là một người cứu thế như thế. Chứ đâu có phải ra cứu thế là cái gì? Mình tu, vừa dạy, vừa răn, vừa khuyên, vừa làm gương, vừa cho, vừa ban ân, vừa đưa phước báo cho mọi người hết. Thấy không? Như đó thì cái người tu này mà được tu nhiều thì sơn hà xã tắc đất nước Việt Nam được đại thanh bình đúng không? Dạng thanh bình đó, chứ không phải tầm thường. Đất nước phù, trù phú như vậy đó. Đem lợi ích cho nhân dân, bá tánh tấm gương rất lành của chư Phật. Giọng nói nụ cười của người niệm Phật cũng như là được mưa phùn mưa rỉ rả mà cây vẫn mát mát xinh xinh. Giọng nói cằn cọc không tu học là một giọng nói nắng thép mưa gào, cháy đốt hết tất cả những mầm non cây mới gieo, giống mới rải đó, chứ không phải thường đâu. Vậy thì chúng ta là người cứu thế, giúp người phải tu, phải tu cho hiền, tu cho ngoan. Thầy thử đủ điều, thầy làm đủ cách, coi tất cả các gì như thế nào để đem vào trường. Kể từ đây chúng ta còn học tại trường. Thì mình phải làm cách nào? Trường đời, trường đạo, từ đời sang đạo chẳng bao xa, thầy chỉ cho con trước mặt cả. Bình tĩnh dồi trao lý thầy truyền, tuy thầy mình lẫn hỡi khùng điên, vì trên sai xuống. Và như vậy nếu ai hiểu được họ cử kiên, bằng không cứ nói cứ trù quanh, thầy vẫn an tâm chí thiện lành. Lo sao giúp chúng ôi hạnh phúc, hạnh phúc Phật ngài không có danh. Lắng lặng thí sinh học trao dồi, trường thi trống sẽ đổ con ơi, chậm trễ làm sao về trường đó, chắc rằng khổ lắm khó mà coi. Hoàn cảnh này đây có ai hay, trong cảnh này đây ai giảng bài, nhắc nhở con hiền cùng cháu thảo, như là thầy tổ đã ra thay. Học vui, học chí, học tâm lành, học cứu nhân quần độ chúng sanh, học hiền, học thảo tâm an lạc, học biết cội nguồn tìm mối minh. Học để nhẹ thân bút chuyên cần, đêm về học sử để tu thân, dạy gì hoài bão đem quăng dục, chôn lấp ngoài khơi chốn biển trần.
Tỉnh dậy đi con. Thầy dỗ đầu. Canh ba gà gái lúc đêm thâu, bộn bà nhiều lắm sao không dậy. Con bỏ đi chơi, thầy quá rầu. Mệt mỏi ban ngày đêm làm sao, nói sự sôi kinh hội qua trào, danh tánh phục hầu ngôi quý báu. Bây giờ tĩnh lặng nhìn trăng sao, sửa tâm sửa tánh nhẫn giới hòa, học hạnh bồ đề đạo Thích Ca, an thân gỡ phận tàn cây đó. Phật hỏi đắc thành, thì nói không ra cái chữ đó là Kaya. Cho nên hôm nay thì kể cái mẫu chuyện hồi chiều cho Kỳ Vân nghe, và với gia đình hai người ba người vậy đó, thầy có kể với quý vị rồi đó. Thì có một quyển sách lịch sử của Phật mà sư Giác Hạnh đem ra để mà nói lên cho tất cả các vị đó nghe rồi đó, thấy không? Thì một ông vua này nè, một cái nước của ổng, ổng rất là vàng son vuông gấm, mà ổng cũng không phải ai, nhưng ổng đi du ngoạn chơi mà nha, đi vòng quanh ra biển hồ, rồi đi trong ngọn ngạch, đi trong cái tại ổng thích vậy đó, cũng như là vua Tự Đức thích câu cá uống rượu. Thì thầy xin kể chuyện chút xíu. Rồi khi đó là ổng đi ngang qua cái cây sài, cái rừng đó, cái gian đó nó có một cây sài, mà cây sài đẹp lắm, lớn lắm, tàn cây rất mát. Thì quân dừng lại thì thấy ở dưới gốc đó, ở trong bập bềnh trong cái gian này nè, nó có rụng một trái sài. Ổng hiểu, à trái sài đẹp quá, thò tay vô lấy trái sài đó thì cho ổng ăn. Ổng thích là du ngoạn mà, thì ông khi đó ông vua đó ông lấy trái sài đó ông ăn. Ông ấy nó ngon lạ kỳ, nó ngon không thể nào nói được, là cả nước không có bao giờ có cái loại sài đó. Ông mới hỏi, à vậy là cái sài này trái từ bao giờ mà nó có không, mà bây giờ nó còn có một trái vậy? Thì quan Bưng mới nói là cái sài này nó có nhiều lắm nhưng mà bầy khỉ nó ăn hết rồi. Ông mới phẫn nộ lắm, vậy thì bầy khỉ nó ở đâu mà lại nó ăn cái sài này, mỗi năm không đem lên cúng cho gì đó vậy đó, cũng dâng cho vua rồi này kia nào. Thì quan mới tâu là nó ở trong cái hang đó đó, cái đồi đó đó. Thì ông mới nói ngày mai phải đuổi hết bầy sĩ đi, đi giết hết, đuổi đi hết, không để nó ở đây là nó ăn nữa, để nhường lại cái món ngon nhất này cho vua. Thì khỉ nghe, khỉ chúa nó nghe, khỉ chúa với phó khỉ chúa, có nghĩa là phó tổng thống vậy đó, tổng thống phó tổng thống vậy đó. Nghe nghe rồi làm sao đây, mới đi bứt dây, sai đồ đệ rồi tất cả nó đi bứt dây rừng, đừng qua cái rặng, đừng đi qua thế giới bên kia, đi qua bên kia làng kia không ở này được, bị giết. Thì mà bứt dây xong chìm chìm dây vậy nè, nè bắt đầu chìm dây níu đi qua hết, qua hết rồi còn hai vị tổ trưởng đó, cũng như là hai khỉ nãy là khỉ chúa với khỉ kia, hai người hai khỉ đó mới là còn một con khỉ đi xuống. Thì nó xuống gần tới dưới này rồi nó cắn dây cho đứt, thì con khỉ chúa rớt xuống nó dẫm, nó quay lại đó, nó dẫm nát trái tim con khỉ chúa hết, con khỉ chúa chết. Thì hôm sau đó tan dần cái bầy khỉ đi hết rồi, hôm sau thì được vua đâu đó quan quân á, cho vua lại để du ngoạn một lần nữa, ăn trái sài rồi làm như có phù phép gì á, rất là ngon, nhớ cái sài trở lại nữa. Trở lại thì ông mới hỏi là sao bầy khỉ nó như thế nào, thì
quan mới để kiểm soát, thì lời kiểm soát thấy con kỷ chúa lớn nó bị giẫm nát, còn dây nó bò dài dài, còn để nối dài dài nhìn. Thì quan mới nói là bạch với vua là con khỉ nó chết rồi, con khỉ chúa trong cái bầy này nó chết tại đây rồi, chắc có lẽ là nó đi bứt dây đó, nó đi bứt dây nó truyền hết cho cái quan quân của nó đó, lính của nó đi đi ra khỏi làng đó rồi, làng này rồi, thì còn nó hy sinh, nó hy sinh đến dây hò hụt cho nên nó chết tại đây rồi, nhưng không không ngờ là bị con khỉ kia đạp. Thì cái sự tích này như thế thì thầy có nghĩ là cái con khỉ chúa đó là bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, còn con khỉ mà đạp nát trái tim á là Đề Bà Đạt Đa. Cho nên đức vua mới nói như vậy thì vua buồn rồi, vua buồn lắc đầu, vậy thì mình quá tàn sát, mình thua lời khỉ, mình thua con, mình vua vua của một nước này mà thua vua của con khỉ này, bầy khỉ này, như vậy thì làm sao đây? Vua buồn trở về. Trở về xong rồi vua mới nói thôi ta sẽ giao ngai vàng sự nghiệp cho tất cả vì ta đã tàn sát một người chánh đáng là một con khỉ chúa, con khỉ nào biết hy sinh, còn ta gì trái xài này mà ta ăn ngon mà ta để tàn sát nó, để cho nó chết, mà nó chết trong cái khối ức đau khổ nhất, hy sinh toàn cho dân chúng của nó đi. Thì làm vua mà còn ăn món ngon như thế này, còn kêu lên như thế này là vua không đúng, thôi cất gánh vào chùa đi tu, thì vua sẽ bỏ hết tất cả để lập chùa cảnh để tu, thì hủy hết ngay dàn sự nghiệp. Đó là do bị khỉ mà để mà sự hướng dẫn. Cho nên sư giác hạnh đó mới để là nhịp cầu muôn thở, có nghĩa trong cái tiểu sử của Đức Phật đó. Như vậy thì lấy cái chủ đề này mà thầy đã nói ra thêm phần con vật nào nó còn hy sinh như thế, mà nó là truyền, nó là tiền cổ, nó là Phật mới được có một cái tấm lòng hy sinh cao cả nhất trên đời. Mình nếu mà mình hôm nay đó mà sự hy sinh của quý vị đó nó có thấp cỡ nào cũng là nhiều đời kiếp quý vị đã tu rồi, không phải mà tầm thường hôm nay mà được như thế này, hiểu biết như thế này, bước chân đã bắt đầu đi rồi thì về nơi Phật gặp Phật gấp. Cho nên lịch sử Đức Phật đã hy sinh như vậy mà còn trở lại thành con khỉ vô lượng kiếp mà. Cho nên hôm nay chúng ta đừng ngại, qua kiếp này kiếp khác nữa, biết đâu kiếp này quý vị mấy trăm kiếp rồi, còn có kiếp chót này thôi à. Mà kiếp chót này vị này phải gặp vị này, cái duyên quý trò phải gặp thầy đó, vậy yêu mến thương đầu đội dây mang kính phục. Còn vị khác người ta có duyên với người khác thì mình đừng bao giờ cộng lại, tại sao lại không có lại đây để nghe con, bất cứ gia đình của mình, dân dân người thân bằng cũng không được quyền ép buộc người ta, đó là tùy duyên. Sự hy sinh của con vật đó nó là xứng đáng, nhưng mà trên ngôi trời đạo lợi phát âm xuống là nó là như vậy, là Phật đó chứ không phải tầm thường. Thì còn phải quá kiếp trở lại để mà làm gương thức tỉnh ông vua này, mà phải chịu đựng qua cái kiếp đó để độ ông vua này, thấy không, độ ông vua này. Thì quý vị thấy nếu mà thầy giúp được một người nào mà ăn chay niệm Phật làm lành mà tốt đẹp được thật, cả cả cuộc đời không bao giờ quan tiết, không quan tiết. Cho nên hôm nay đó, mình phải đáng hy sinh, mình phải đáng hy sinh những cái gì cũng hy sinh, không hy sinh tu không được. Người tu là phải hy sinh, chịu đựng, chấp nhận trên sự khổ, nhưng ta không nói ra đã như vậy, đặng ra có một chút xíu chịu không nổi rồi mới nói sơ qua giận buồn rồi thì không vô được, lách lề qua chứ không có thể nào mà vô được. Thì tất cả quý vị thấy không, còn người còn hung ép, còn người bạo tàn ngày hôm nay đó, sẽ để bánh xe thượng đế, bánh xe tạo hóa sẽ quay loạn cán hết, không có đường thoát. Mình biết đường thoát rồi cán không được, vì mình biết hiếu, biết đạo, biết cha mẹ, biết tổ phụ tâm đường của mình, biết con người, biết trời người, biết thần người, làm sao thì mình còn sống
không? Còn này ngu muội đó, rồi si mê đó, rồi cuồng loạn vòng quanh vậy nè, thì bánh xe của tạo hóa thượng đế máy cầm khôn này sẽ quay nát nát hết, cán nhập hết không còn. Chúng ta có đường giải thoát, rồi chúng ta sẽ thoát được, chúng ta đã mở được cái cửa, chúng ta sẽ là trực tiếp A Di Đà, thì ngài sẽ quá độ tinh vi, nơi chỗ mà mù ám sẽ sáng hết, sáng hết, một cái vùng sáng không thể nào nói hết, vì cái sức sáng của Phật đó, thì nó sẽ thắng hết ma quỷ ở âm ti địa ngục, cùng là tất cả các vị địa tiên này mà có dùng phép gì đi nữa thì ngài sẽ phóng quang xuống, thì mấy cái ngày tối tâm sẽ sáng hết, sáng hết, để cho quý vị sống, để nuôi lại tất cả quý vị đang bị lê mê, thấy không? Ngày đó mới là ngày quý nhất trên đời, chứ còn bây giờ không ai tin tưởng được hết. Phật không nhiệm màu sao được, tại sao có lịch sử ngày hôm nay, bao nhiêu ngàn năm cũng cũng phải hết, cũng có hết. Như vậy thì chúng ta là bậc bậc hèn mọn nhất, hạt cát hạt bụi rong rêu, mà bây giờ là thành người rồi thì quá vĩ đại, mà để mình bị mất mất người thì thôi, mất là người không tốt, không đúng, quá quá là dại khờ. Ngày hôm nay chúng ta phải ráng lo tu tiến lên, vui vẻ mãi, môi vẫn tươi cười, đừng bao giờ sụp mặt xuống, là mình sẽ hướng về địa ngục. Mình vươn lên, có ai bị làm gì mình đi ra ngoài trời, ngước mặt lên tịnh tâm hướng lên, thấy Đức Quan Âm ngài sẽ thị hiện liền, mình tạo điều kiện. Bất quá khi đó mình như khùng, nhưng mà trên đó thị hiện thật thì giải quyết liền cấp kỳ. Ở trong cái chỗ đó chi cho bị nghịch cảnh, bị nghiệp cảnh, hay là bị người ta chửi, thôi đi đi, mình yếu thì mình đi đi, mình chống cự được đâu, như mình đâu yếu mà đâu đâu có mạnh đâu. Vậy cho nên chúng ta phải tu cho mạnh, tu cho đầy đặn phép màu. Phật có gì mình có nấy, trời có gì mình có nấy, tiên có gì mình có nấy. Quý vị có thấy người ta nói nè, ăn rồi sung sướng như tiên, rồi nói cái câu thầy gọi là làm biếng như tiên, tiên làm biếng, nấu cơm ăn cũng không nấu nữa, mà ta tu tiên đó, ta lợi người ta ăn chút gì cái đó rồi ta ngồi ta tu theo. Sắc tức thì không, không tức thì sắc, không sắc mà sắc mà có sắc, người mất sắc mất hình mất dạng, mất cái tướng nghi của mình, mất cái lãnh vực của mình, mất cái màu, thì ai dòm thấy mình có cái gì. Cho nên cái sắc diện của mình không có sắc, mà là phải có sắc, tự có nghĩa là tự mình tu, tự mình vui, tự mình mát mẻ, tự mình là dung bồi, thì cái sắc mình nó sẽ đượm, nó sẽ đượm. Còn bây giờ mình tô điểm cái sắc diện của mình để làm gì, có gì đâu. Cái môi mình nè, mình đừng sầu khổ nè, mình đừng có nghĩ quá thấp hèn, mình sợ sệt ai thì cái môi mình nó đâu phải bị mà đen thui hay là nám đâu. Nó vậy nó vẫn tươi, nó vẫn như son, nó vẫn bình. Như vậy thì chúng ta là một người hiểu đạo rồi, bôi hết đi, xóa hết đi, đặng lấy lợi gì của thiên nhiên, mà thiên nhiên cho mình mà mình muốn lấy là tự nhiên, nói cũng tự nhiên, làm cũng tự nhiên, ăn cũng tự nhiên, những cái gì trong quốc độ này mình sẽ đổi hết trở lại, mình sẽ đổi lại. Nếu mà đồng ý tất cả cả bao nhiêu trăm ngàn người vạn người thì lãnh thổ này sẽ biến lại là bồng lai tiên cảnh đó, vậy đó, chứ đâu có phải là cực kỳ như bây giờ. Thì mình phải cố làm bằng cách nào để cùng anh em chúng ta để làm gương mẫu cho nền đạo Phật giáo Việt Nam thống nhất, cũng như chúng ta đã có ký tên nguyện thành rồi đó, nhưng chưa thành, mình sẽ sắp thành, thì để làm gương mẫu cho hậu thế sau này, em bé trẻ thơ con cái và cháu của mình vân vân đó. Chỉ cái người tu là quý giá nhất, mà là một viên ngọc hoài bảo, là một trái cây ngon, cũng như hồi nãy giờ nói với quý vị là ngon nhất chứ đối tâm thương. Nếu mà không thì tất cả các vị tu làm gì để cho khổ hạnh dữ vậy, nung đúc tinh thần nè, sơ sót bị nè, thấy không? Còn đi chùa rất dễ, đi Lợi Lâm đền lại rất dễ, đi Du Hí Du Thực rất dễ, đi đầu này đầu kia rất dễ, nhưng mà đi có một cái chỗ đi rất khó, là đi sâu vào cái tâm khảm của mình,
đi sâu vào tâm tánh của mình, đi sâu vào nguyệt đạo của mình, đi sâu vào não tỷ của mình rất khó. Và còn đi sâu vô tận, một cái nẻo đó là nẻo Tây Phương Cực Lạc. Về gọi là về, còn thầy nói là đi sâu, nhưng mà đó là cũng đi rất sâu sắc rồi mình mới thoát được trở về nơi cực lạc. Như vậy thì chúng ta phải tìm lối đi của mình, chứ không phải dễ, mà không phải khó đâu nha. Phải ráng cố gắng, mới sơ lược thôi. Rồi đây từ từ thầy sẽ nhìn thấy quý vị và theo dõi quý vị để cân nhắc từng cơn đêm hôm trong cái tâm linh của mình, để quyền bá, để cứu thế, để gây dựng tương lai hạnh phúc cho một cuộc đời mai hậu. Một lời nói của mình là một con dấu của đức vua. Trời nói ra đó, thấy ông đổi tiết thay mùa. Mình học đạo, mình nói lời nói rất là không ai mua mà chẳng đem bán. Nói có giá thật là quý đáng, nói cho các bạn đau đồng mình hiểu càng lý sâu. Nói năng bình luận từng câu, nói thầm nói kinh rồi nói âu toàn hiền. Nói lọc đi đừng có để lị để phiền, nói rồi mình còn được giao liên tiên thần. Nói chứ mình nói đi đạo, đừng nói xa rồi lại nói gần. Nói người thương mến chuyên cần học theo, đừng tối ngày nói giàu nói nghèo, nói dinh nói nhục rồi nói theo nịnh đùa. Không nên nay học mây hùa, ta nên nói chuyện bụng thua trong lòng. Nói nhỏ nhẹ để lọc trong thành nước, nói từ bi để tiến bước trở về. Thầy nguyện rồi tại chốn sông mê, đưa rước đạo đạo về thầy mới bước. Đạo ở lại thầy về đâu có được, một mình ngài tiến bước ngay sau. Thuyền kia lấp lánh sóng trào, khổ tâm thế mấy ngày nào cũng trong. Học cho giỏi, lòng cho sạch, nước cho trong, nguyệt mạch cho thông. Tu nhân đắc đạo non bồng, tu tiên tu Phật thoát dòng tử sanh. Phải ráng cố để giật giành quý báu, tài lộc mình đầy hơi quá nhiều. Vậy mà trò không chuộng không yêu, không giữ kín không nuông chiều dòm nó. Hoài bảo trân trong lòng lấy bỏ, thì con bưng rừng con dẹt cả ngõ đi đâu. Cánh khuya tạm gác cơn sầu, thầy ngồi bình luận đôi câu dài rằng: dù cực khổ khó khăn tâm thành nguyện, thì Phật Pháp trong lòng mình đã xuất hiện toàn rồi. Giúp đỡ mình trong việc đơn côi, hay bệnh hoạn nhưng mình được bồi nhẹ nhòm. Ngài phép Phật kia làm mình ghê gớm, mình mới xa cuộc hồng trần và sự đau ốm trong. Nếu không niệm Phật hằng lòng, làm sao thoát được qua dòng tử sanh. Mình niệm Phật rất là lành là mạnh, niệm đi trò Phật cứu cánh ngày mới.
Niệm danh Bồ Tát các ngài, niệm vô lượng Phật, niệm ngài Thiết Tha, niệm sáu chữ Di Đà cho vẹn dễ, niệm đừng cho sức mẹ mới nên, thâm tâm chí nguyện dựng bền, niệm đừng tập niệm mới nên nghe tròn. Mình có vật báo mình cũng không lo, mình đem quăng dục thì thầy sợ nay mai kết thúc không còn. Đừng kêu trời mắc lệ nghe con, chính con phá núi rồi con đục hòn ngăn biển, chưa còn ai nữa. Trong thân tâm mình đầy đủ sự kiện mà mình không biết đi làm, mình còn bịa chuyện đó đây. Vậy nha, nghe phúc lời thầy, con nên nhịn nhục sau đây nhờ thân. Đã nhịn mà còn được hơn được ái, đã nhịn người mà mình còn hối cải ăn năn, nhờ người ta được trồng răng, hôm nay thầy dạy khó khăn mấy ngày. Thương buồn khổ nẻo trần ai đã tắt, còn đường đạo ta thầy đã dắt đi qua. Nhìn coi có ánh trăng ngà soi đường cho đạo không mù xa đâu tròn. Vạn sự khổ đại phước trời cho, con ơi đừng sợ đối nó làm gì. Đường tu học không có ly một bước, khổ đến đâu đừng từ khước mới ngoan. Sớm với chiều không dội tính toán, đêm học đạo nơi thảo trang mình bút sự. Việc lòng phàm đừng thèm lắm nhiều thứ, để tình liễn nghe trò, để về xứ Như Lai. Ở chi trần thế ở hoài, nhiều đời nhiều kiếp, không ngày nào vui. Bị sự khổ đó ham vui mê mết, mà quên con đường cái chết gần kề. Bị mê đời khổ sở lê thế, bị tiêm nhiễm cho nên lời thề bỏ mất, bị hung ác cho nên mang tờ mang tật, bị điên cuồng làm mất bảo châu. Chớ người ôi hỡi toàn cầu, có người rồi có hoài bão, mà người đâu có tường. Thầy không muốn nói xa mà thầy không ngó dạng đường. Bây giờ kết luận một phương này rồi, phương về tịnh độ, con ơi Di Đà lục tự đừng thả trôi bập bênh, bám cho chặt để về đền Phật trước. Đau đến đâu thì biết chứ không có từ khước nghe con. Lựng si mau lẹ làm tròn, tu tâm dưỡng tánh lòng son một bề. Dù cách xa cách mấy kẻ sở người tề, anh em cốt nhục sắp về tương lai, họp chung chỉ có một ngày, quần sinh giao đạo không phai đâu trần. Qua hội mở rần rần rồ rồ, đót đi tàu đi bộ đi xe, mày bay rồi lại xuống bè. Hội về Nam Việt nghe về nghe thơ, lẽ đâu đấy đó trơ trơ, thầy ra cho biết trước mà mình không tôn thờ uổng thay. Chờ có dịp biết mình có được mai không vậy, vì mình bị trần đã gài bẫy hết rồi. Con vô chơi đi, vô đó để mà coi, con mất giống mất nòi mất màng. Nơi đó là bùn thầm, là dơ, là biển cạn, chớ đâu phải lương đài, mà là hạng thánh tiên.
nhau đi xuống chốn huynh thiên, tí làm sinh sống mình biết nghiền nhờ thân. Đừng có đem hết hồn thần mà chôn nhốt, đừng si mê quải dột cả rồi cõi dương mình lại bỏ trôi. Lời văn tự trước thầy nói rồi không hiểu, nay đờn âm tinh trời hòa điệu, trễ mất con đường chút xíu nữa quý cơ. Đêm buồn thầy nói thi thơ, vàng buồn rừng nổi nhưng trò đừng trớ trơ. Ngày nay chấp nhận khổ, chỉ có phút giây thì giác ngộ. Không sao đâu sổ bộ thiên hoàng, thầy biết rồi nhiều người nói chuyện xê sang, rất quan uổng còn tình tan chơi bơi. Phải tự kiểm mình để đổi thay thế giới, để tự lo mình mới thấy cảnh mới hiện ra. Tự mình tu mình mới vừa được phổ đà, tự mình làm có mình mới hề hà nó âm. Thầy dạy đạo con về suy gẫm, việc lòng mình rồi gọi tâm bụng nhớ. Bao năm bỏ luống không thờ, bây giờ cận lắm ngôi cờ gần ra. Tương lai vì đã vậy mà ông làm trụ cốt Nam Hà Nam Phương. Vậy như thế đó là nhà vương Phật lập đó, chúng con về tu gấp cho rồi. Cả thế gian đang bị quả nó nhồi, mình đã biết nhưng mình cố tu thôi thì hết. Ai cũng sanh tử cũng vào đường chết, chớ ai sống ở đây hoài mà hết đâu con. Nói cho mắt lệ thôn gió, nói đùa nói bẩn chưa tròn làm sao. Nói tin Phật như đâu nào đâu có tin Phật, tin bên ngoài tin cảnh vật mà thôi. Lại trời lại đứng cao ngôi, cho con giàu có hơn thôi mọi người. Như thế đó phải hư không vậy? Mù quáng rồi mà không thấy con đường, lại bày điều nay hỡi dân dương, nói bậy bạ rồi bương rồi bày. Chớ đó là mù mắt người đâu có thấy, ráng thương lại nghe trò mình gỡ bẫy sáng trưng. Thì là đạo được chấn hưng, hưng không tại đó, hưng không tại mình. Hôm nay đó thì muốn nhắc là tất cả là đều nhà mình hết. Như thấy không, dù dập đến đau, đến khổ bị đỏ đó, giờ đến bệnh mà ngất dậy cũng phải làm cái đó, rồi phải tính thêm nữa. Đã sắp mất cái trí tính rồi, thấy không? Cái bộ não này nè, nó đã tiêu rồi đó, nó còn gượng gạo rồi thôi à. Thì mình phải dùng cái sức mạnh của đại từ đại bi, mình phải dùng phép Phật để hàng phục ở trong lòng mình. Mình phải niệm Phật cho mát mẻ, mình phải xin thuốc Phật uống, mình phải gần A Di Đà, mình phải bỏ hết tất cả thì đâu có gì đâu, mình lấy lại. Mất mát lấy lại, hư thì sửa, mòn thì mình đắp thêm bồi đó, vậy đó. Cho nên tất cả thấy không, nhìn coi bao la thế giới mà biết bao nhiêu khủng khiếp, rồi sự việc này sự việc nọ, sáng ngày tối lại đêm hôm, thăng trầm biến đổi ngày nay, con thấy không? Quá quá đổi mau lẹ rồi, thì làm sao mới đây đâu mà đến kết thúc bây giờ nữa. Thì chớp nhoáng cái vũ trụ ngày xưa đó, thầy giảng thầy có nói là một vòng một giờ đồng hồ quay có 10 vòng thôi. Còn bây giờ một giờ đồng hồ mua ngàn vòng chứ đừng nói 100 triệu. Thành ra không nên buồn, anh em hay bất cứ đồng đạo hay là chúng sanh gì, quay quay cuồng loạn, không có lực, không có sức mạnh thì bám ở chỗ nào mà chịu đựng. Cho nên hứa thất lời hứa, làm không xong công chuyện, dối mồm dối mép của mình để nói không thiệt,
vì không cứng rắn, lời nói không sâu đậm là do bởi quay đổ như thế này nè. Thì khi đó nó mới biết rằng một kiếp lên, hai kiếp lên, hay là kiếp người còn thú, người đó mà hồn còn thú như thế thì chịu đựng đâu có được. Và quay lại tất cả sự đất đai, điền thổ, lĩnh thổ, coi tất cả như thế nào, thì giành giật đất đai, giành giật ăn uống, tính toán là mới một kiếp thôi, tàn sát là mới lên, thú mới lên. Còn đại từ đại bi thương yêu về thành người đó, thì người bước qua bờ Phật không bao lâu hết. Thế như vậy, được làm người đâu phải dễ. Bao nhiêu kiếp người rồi đó mới được hoàn chỉnh như thế này nè. Người méo miệng nè, người cục do nè, người đuôi, người đầu cổ có nữa không lên á, để trả cái quả báo đó. Thành con thú, mà con thú, con vịt, con gà, cốc nhái, ếch, nó nằm như thế này. Thượng cầm hạ thú, thượng cầm là những con chim, con chim quanh điệu, con chim rất là hồng hoàng cao khát, những con chim, con quạ, con cò nó bay lên trên á, đó như vậy đó, thì nó ăn cái dịch đồ, nó không còn dơ bẩn được, thì từ con chim đó nó trở thành là người có, thấy không? Từ con chó mà nuôi con chó dại, con chó ăn dơ, tới tiễn đến nhà giàu nuôi con chó, là cái kiếp của nó lại đây rồi, nó sẽ thành người. Biết bao nhiêu kiếp rồi mình đó, mà mình được lên như thế này, mình được con như thế này, bây giờ mình biết hết trơn, thấy không? Khắp thế giới ở nước ngoài văn minh, thấy không? Tu nhiều kiếp đời lắm, bộ não tỷ nó sáng suốt, bộ trí óc nó, nhưng mà rất tiếc là nó sáng, nó chế tạo ra nền văn minh đó, nền văn minh rất là siêu đẳng, nhưng mà nó không có chế tạo được nền văn minh của Phật pháp đó, thành ra nó mới bị hoài. Văn minh quá, ngược lại nó đã kích lên, nó đã thúc đẩy nó đã kích thích nó quá, trên quốc độ nó đã ỷ lại, thành ra bây giờ nó phải tài giỏi hay thấy không, mới chế. Còn mình cũng được ở cái quốc độ này, mà mình quốc độ lại tu nữa chứ, thấy chưa? Mình không có tạo, rồi nó tạo quá rồi, nó đem ra đó, nó đấu chiến với nhau, nó thi với nhau, nó tranh với nhau. Anh giỏi, tao còn giỏi hơn mày, tao có cái phản cái cuốc này, còn mày chỉ có cái búa thôi, hay là mày có cái thùng hay cái cây, vẫn không có lời tao, tao hay bắt cái nội sự lực đó, như thế, thấy không? Rồi tranh chấp với nhau. Còn mình đồ mình mà mình không xài, thấy không? Việt Nam mà đồ chê, đồ xấu thôi, bộ Việt Nam xài không được gì xấu, xài người kia. Rồi tu đi, rồi ngàn đời sau, hay là bây giờ không nói đời sau mà ngàn đâu, đây nè, tới đây nè, thì cái sự đồ của Việt Nam là đồ cổ, thấy không? Cái đồ mà của Phật, của các ngài tiền bối, Việt Kim Quy Cổ, thì chúng ta sẽ hưởng cái đồ cổ, mà đồ đó của thiên nhiên là không mòn, không hư, không có gì hết. Thì bây giờ mình phải tập cái người thiên nhiên, mình mới hưởng được cái đời cổ, để mình nhờ cái đồ của thiên nhiên, tất cả cái gì của thiên nhiên hết. Thấy không? Ngày hôm nay thầy cũng nói, cũng có phạm, mà cũng có nói nhiều về tất cả, để cố vấn, để tìm hiểu, để mổ xẻ, để đưa tất cả dân đội anh em của mình lên một phi thiền rất cao, cao siêu. Đó là một vinh dự, một vinh dự mà mình đã tiến bộ, tiến hóa, một vinh dự mình được hiểu biết, một tương lai sự nghiệp, một tấm lòng tốt của mình được hân hạnh đưa lên biểu dương mọi người thấy, một cái tốt láng giềng, con cái gia đình mà yêu mến mình hết. Ôi thôi là quá, không phải là thường, đó là bậc thánh nhân. Bậc thánh nhân, bậc thánh nhân hết tất cả các vị, không phải nói tầm thường, xuống đây chứ không phải tầm thường, hay là đã rồi xong rồi họ sắp về rồi. Thì sợ trong đó, nếu mà đúng như quý vị là bậc thánh nhân, bậc hiền triết hay là bậc nào đó, thì uổng phí đi, mình đem phép, mình đem của quý mình mà mình dùng ở dưới đó. Thành là phải đưa lên, phải tăng lên, tăng đưa lên, có nghĩa là nung đúc tinh thần để mình mạnh mẽ lên. Nói con yếu xìu, tại con không tu, tu không yếu. Nếu mà bác sĩ ở đây đó, 8 năm làm bác sĩ đây rồi, tôi muốn du học để tu nghiệp, đi sang nước ngoài học thêm bác sĩ giỏi nữa, thấy không?
Vì là nhân minh tiến hóa, tiến bộ của người ta đó, ta sưu tầm khoa học rất là cao cả. Còn mình ở đây sưu tầm Phật học rất cao cả. Cả hai khoa học cùng Phật học, cả hai xài hết, xài hết. Nếu không có khoa học nên Phật học không được. Vì mê tín dị đoan, cực đoan, cuồng đoan, làm sai mê, tiêm nhiễm qua trù triều tượng, trù quẩn như vậy. Cho nên chúng ta phải ăn uống để đánh rơi hết tất cả những cái sự mê tín dị đoan, mê muội, cái gì phải thực tế, thực tại. Quý vị sẽ hơi chút.